Hello, xin chào cô bác anh chị em. Tiệm máy Tự Hào cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Thời gian qua cô bác anh chị em luôn ủng hộ kênh tiệm máy của em. Tiếp tục động cơ hôm nay em quay cho cô bác chị em tham khảo thêm động cơ dân ma. Em này là dân ma 4T84. Em này nó xài heo heo thẳng hàng, heo ti, ga cơ zin. Em này là công suất của em này là 50 PS, tua 2008, 1.906. Cái này cực kỳ quá cho em, cái này là zin nguyên xi nha. Đó, chốc nước sơn vài chỗ nha. Rồi này mấy đứa nó xịt nước hơi mạnh tay, tại vì cái dòng dân ma này nước sơn nó gì đó. Cô bác chị em nào đã xài qua dòng máy này là biết ha. Đây nó có lỗ bắt bơm quá nha, bắt trước bắt sau nha. Này nó có cục phát điện sẵn luôn rồi. Anh em cô bác nào không thích thì mình đổi cục sạc cua ta vô. Đó. Cực kỳ luôn các bác chị em. Đây 12 luôn các bác chị em. Đó, Hitachi E băng. Đa số này của dân ma này nó xài và đề là Hitachi hết. Đó. Hãng Hitachi rất nổi tiếng luôn. Đó. Cho nên là cái động cơ nào con bên nhà máy họ cũng lắp cái đề Hitachi hết. Dân ma đa số là dân ma nha. Mấy cái hãng máy khác thì tùy theo. Chốt sơn ở trong là màu xi vàng khè đó nha. Mấy cái này dặm cũng được nhưng mà thôi, muốn sao bán gì có chị em, không có dặm tốt làm gì đó. Nhưng mà 4T84 mấy ngày nay cũng có nhiều anh em comment hỏi đó. Hôm nay mình quay lên cho các anh chị em có hài lòng thì ủng hộ mình nha. Đây mình cũng còn rất là nhiều dân ma. Dân ma nhiều 78, 75, 82, 84 có đủ hết, 86, 88 luôn. Bữa mình anh rảnh thì mình quay lên cho quán chị em xem nha. Con này 4T84 của anh em sáng mới hỏi ở Kiên Giang mới hỏi á. Sáng mình quay lên cho gửi cái video cho anh mình coi luôn được, anh mình chốt mình sẽ đóng hàng mình gửi. Bữa nay mình gửi hàng được ngay của quán chị em này, gửi hàng ok. Đề máy không, máy này bốn máy nó ít giặt quá chị, để ít giặt. Dòng này nó có cái bẻ cò nè. Cô bác chị em mà đã bị yếu bình đó, bẻ cò là giật cho nó nhẹ đó. Em này thì cũng nuôi nước cái lọc nhớt luôn cho nó mát ha. Này báo nhớt điện nè. Nói chung là máy này cũng đầy đủ ok hết trơn, nguyên zin nguyên bản. Anh em mua chỉ có sử dụng thôi, mình bảo hành anh em khi sử dụng trong vòng tuần lễ, không ok đổi máy khác nha, nên yên tâm. Máy nghe địa là mua không có cần phải suy nghĩ, nghe địa là ok rồi. Máy nội địa thì mình còn phân vân, còn nghe địa thì cô bán cho em không cần phải lo âu gì hết nha. Rồi video đến đây em xin tạm dừng, xin chúc quý anh chị em được nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại.